Ngày 13 tháng 10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe máy đến trước một ngôi nhà trên địa bàn quận Tân Phú, sau đó tẩu tán một chiếc xe máy có giá trị cao. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc có nhiều người dân qua lại. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 12 tháng 10, Hà Hữu Duy, 37 tuổi, dựng xe máy trước cửa nhà của mình trên đường Nguyễn Sáng, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, có hai thanh niên chở nhau trên xe máy đến dừng lại cạnh xe anh Duy. Một tên đứng ra gần đó cảnh giới, tên còn lại tiếp cận, dùng dụng cụ bẻ khóa xe máy nạn nhân. Khi phát hiện, người dân chạy ra, nhưng kẻ trộm đã nhanh chóng nổ máy xe, tẩu tán khỏi hiện trường. Người nhà anh Duy cho biết, thường ngày xe được khóa thêm ổ khóa thắng đĩa. Hôm xảy ra vụ mất trộm, do anh Duy vội đi công việc nên quên khóa thắng đĩa liền bị mất xe. Trích xuất camera cho thấy, lúc xảy ra vụ việc trên đường có nhiều người qua lại. Một người nam cũng ngồi gần đó nhưng kẻ trộm vẫn liều lĩnh ra tay lái xe. Nạn nhân cho biết chiếc xe mình mua tháng 2 năm 2022 với giá 40 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng đã đến hiện trường lấy lời khai, trích xuất dữ liệu camera để phục vụ công tác truy xét nghi phạm. Liên quan đến vụ việc trên, ngày 13 tháng 10, Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ theo trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn.